Ngọc Thơ Thời Báo Chấm kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam bị chỉ trích vì không tôn trọng cam kết trong EVFTA. Ngày 6 tháng 4, AFA có bài Đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thăm Việt Nam chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ của tác giả Ý Lan. Bài viết cho biết từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, một phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc phân ban nhân quyền viếng thăm Việt Nam do dân biểu người Đức Udo Buhlmann trưởng ban nhân quyền dẫn đầu, hình ảnh bài trên AFA. Mục tiêu chuyến viếng thăm là điều tra tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đánh giá tác động đến nhân quyền của Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam EVFTA đã có hiệu lực gần 3 năm qua, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. AFA cho biết chuyến thăm kết thúc vào chiều ngày 6 tháng 4, Phái đoàn Quốc hội châu Âu đã mở cuộc họp báo ở Hà Nội để nói lên sự quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam, họ chỉ trích những vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực xã hội và chính trị, đặc biệt là không gian tự do của xã hội dân sự bị thu hẹp, các điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự được sử dụng để dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động xã hội dân sự bị sách nhiễu, tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, đặc biệt là ngôn luận trực tuyến và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng bị hạn chế. Phóng viên ỷ Lan của AFA đã có cuộc phỏng vấn với dân biểu quốc hội châu Âu, Nacho Sanchez Amor đến từ Tây Ban Nha. Ông Nacho cho biết, nhiệm vụ của phái đoàn là không liên quan trực tiếp đến các vấn đề chính trị, mà liên quan rất nhiều đến thương mại. Trong Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, có một chương dành riêng cho các điều kiện dân chủ, phải đoàn đến Việt Nam để xem xét tình trạng cải thiện như thế nào và đánh giá những cam kết của chính quyền Việt Nam khi ký kết hiệp định EVFTA được tôn trọng đến mức nào. Ông Natio cảm nhận Việt Nam đang có những tiến bộ kinh tế rất đáng kể, nhưng xét về khía cạnh nhân quyền, tình hình trước và sau khi EVFTA được ký kết hoàn toàn giống nhau, không có tiến bộ, không có cải thiện về nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Các tổ chức phi chính phủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành các hoạt động của họ. Vì vậy, mặc dù phái đoàn xét thấy các khía cạnh thương mại của hiệp định đang hoạt động tương đối tốt, nhưng họ rất thất vọng vì không có tiến triển nào liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền và cải cách dân chủ. Họ không thấy bất kỳ sự cởi mở hay thiện chí nào của chính quyền Việt Nam trong việc tôn trọng những điều mà Việt Nam đã cam kết khi ký EVFTA ảnh dân biểu Nacho Sachet Amor đến từ Tây Ban Nha. Trong chuyến viếng thăm, phái đoàn cũng đã tiếp xúc với một số nhà hoạt động xã hội dân sự của Việt Nam, nhưng ông Nacho không tiết lộ tên tuổi của họ. Về phía chính quyền, phái đoàn đã gặp Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao và nhiều viên chức trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Ban tôn giáo Chính phủ, Viện nghiên cứu, và Nhân quyền và Bộ Công an. Phái đoàn cũng đã gặp gỡ giới ngoại giao tại Hà Nội cũng như các phóng viên báo chí quốc tế không phải để phỏng vấn mà để tìm hiểu về tình hình trong nước. Ông Nacho cho biết phái đoàn đã đích thân đệ trình danh sách các tù nhân lương tâm cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan và yêu cầu phải trả tự do cho họ. Rất tiếc phái đoàn không được phép thăm tù nhân lương tâm trong tù. Ông Nacho cũng cho rằng chuyến đi để giúp các dân biểu có hình ảnh chính xác hơn Việt Nam có thiện chí giải quyết vấn đề lao động trẻ em và nạn buôn người, nhưng với tình hình nhân quyền nói chung, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ không gian thu hẹp của xã hội dân sự thì rõ ràng chính quyền không có thiện chí để thúc đẩy cải cách chính trị. Đây là lý do khiến cho phái đoàn rất thất vọng bởi vì những cải cách về chính trị và nhân quyền là một phần không thể thiếu của hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam và cả hai bên đều đã cam kết ông nato cho biết sau chuyến đi phái đoàn sẽ nói với quốc hội châu âu rằng việt nam hứa rõ ràng sẽ thực hiện các cải cách về dân chủ được nêu trong hiệp định thương mại evfta nhưng sau khi hiệp định được ký kết việt nam chẳng thực hiện sự cải cách chính trị nào thậm chí không có sự cởi mở nhỏ nhất liên quan đến các hoạt động của xã hội dân sự đây là điều thật đáng thất vọng và nên là bài học cho quốc hội châu âu nơi có quyền bật đèn xanh cuối cùng để thông qua các hiệp định thương mại, EU cần phải thiết lập những cơ chế thực thi để đảm bảo đôi bên phải thực hiện đầy đủ những cam kết nêu trong hiệp định thương mại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin Việt Nam bị chỉ trích vì không tôn trọng cam kết trong EVFTA. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin điều tra F88 một hình thức trấn áp tư bản mới của đảng. Ngày 4 tháng 4, trang AFA tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ ông Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, viết về vụ công ty F88. Tác giả cho rằng công ty F88, một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, có yếu tố tư bản nước ngoài, đã tăng trưởng nhanh chóng khiến đảng Cộng sản lo ngại. Theo tác giả, tình trạng sân sâu, chống lưng phức tạp bởi thế lực ngầm gây bức xúc dư luận và hiện tượng đòi nợ thuê kiểu xã hội đen có thể bùng phát. Tuy nhiên, F-88 không thể là nguyên nhân của tình hình này và vì thế chiến dịch trấn áp tư bản kẻ thù ý thức hệ là không thể che giấu. Hình ảnh bài trên AFA tác giả nhắc đến khái niệm săn phù thủy một thuật ngữ lâu đời mang hàm nghĩa về một cuộc điều tra công khai để phát hiện những hoạt động chống đối sự không trung thành nhắm vào các đối thủ chính trị và đối với đảng cộng sản chủ nghĩa tư bản kẻ thù ý thức hệ chính là phù thủy công an vào điều tra về nghi vấn có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hoạt động cho vay và thu hồi nợ kiểu xã hội đen và tin đồn được chống lưng đó là một cái cớ hoàn hảo cho việc săn lùng phù thủy Tác giả nhận xét các hoạt động kinh doanh của công ty F88 đã bị hình sự hóa nặng nề. Những cuộc kiểm tra, khám xét trụ sở làm việc của công ty F88, các chi nhánh, các cơ sở kinh doanh, cầm đồ được triển khai trên địa bàn toàn quốc một cách dồn dập. Tuy nhiên, tác giả dẫn truyền thông nhà nước cho thấy ở một vài cơ sở của F88, một số vi phạm hành chính đã bị xử phạt nhưng chưa thấy lộ diện những kẻ đòi nợ thuê và những kẻ chống lưng bởi vậy chiến dịch săn lùng sẽ vẫn tiếp tục mở rộng và nếu không có phù thủy thì kế hoạch trấn áp vẫn phải được thực hiện đúng mục đích nhằm ngăn ngừa tư bản bành trướng để bảo vệ chế độ. Tác giả phân tích F88 có sự phát triển ấn tượng, có quá trình tăng trưởng thần tốc nhưng lại là sự bành trướng vô độ đối với đảng về an ninh trật tự được thành lập vào năm 2013. F88 nhanh chóng tạo thành mạng lưới cho vay có tài sản bảo đảm dẫn đầu tại Việt Nam nhắm đến các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ và người tiêu dùng cá nhân được rót vốn nhiều triệu đô la từ hai quỹ tài chính nước ngoài là Mekong Capital và Granite Oak theo kết quả kinh doanh gần nhất được công bố lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 44,8 tỷ đồng và được đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức ổn định F88 có dự định sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Vào năm 2024, hình ảnh một cơ sở của F88 bị công an khám xét. Trước việc bị công an khám xét và những tin đồn bất lợi cho F88, Mekong Capital, một trong hai quỹ đầu tư vào F88, khi trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Bloomberg đã nói rằng họ tin tưởng CEO của F88 và chờ đợi. Theo tác giả về sự hình sự hóa hoạt động kinh doanh của F88 đang gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ là một F88 phá sản mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến một lĩnh vực kinh doanh và hơn thế gây tổn hại niềm tin về cam kết tự do kinh doanh. Dịch vụ cầm đồ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mặc dù không được chính quyền khuyến khích nhưng nó đã phát triển nhanh chóng. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, chưa kể các hộ kinh doanh cá thể, tổng số doanh nghiệp hoạt động ngành nghề này là 12.691 doanh nghiệp có mặt tại 62 trên 63 tỉnh thành, tác giả cho rằng quá trình tăng trưởng thần tốc của ngành nghề này cần được nhận thức công bằng, đó là do nhu cầu về tài chính tư nhân cá nhân và doanh nghiệp nhỏ rất lớn là phù hợp với thực tế. F88 đã nhìn thấy tiềm năng và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, từ đó dần làm thay đổi định kiến của xã hội về cho vay có bảo đảm truyền thống và thúc đẩy cung cấp các dịch vụ tài chính mang tính thị trường. Đối với xã hội, đây là nguồn lực đáng kể được huy động bổ sung cho nguồn lực chính thống từ các ngân hàng, tổ chức tài chính. Bởi vậy, từ khía cạnh này, F88 đáng được khuyến khích thay vì chịu trừng phạt để bị sụp đổ. Hơn thế, tác giả nhận định hậu quả lớn nhất có thể là sự tổn hại niềm tin tự do kinh doanh, nỗi bất an của chính quyền trong bối cảnh củng cố mô hình đảng nhà nước mạnh đang bộc lộ những bước lùi cải cách thay vì khắc phục những bất cập thể chế để hạn chế tác động từ mặt trái và thích ứng với thị trường, chính quyền lại hình sự hóa quan hệ kinh tế, bạo lực hủy hoại môi trường kinh doanh. Từ sau đại hội 13 của đảng Cộng sản, xu hướng này mạnh lên, làm suy yếu thị trường, ý thức hệ đang áp đảo tư duy lý tính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Điều tra F88, một hình thức trấn áp tư bản mới của đảng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d